Good morning everyone. Susday pon pon tieng ak nien chang svakom mok kan sapda thmey samrap mok vichea pisa angle thna ti 7 ba yeung. Chang tngai ni yeung nang banto ka saksa nau merien thmey keu merien ti 16 yeung nyei ampi I can do that. Khnyom aach tveu vi ban na. Hai merien da yeung nang rien nau knong merien ti 11 nang keu yeung nang rien ampi adverb keu kun kriya. Chính chẳng nơi khăn vật thông nông này mê riêng tì đập môi để dương này em bị adverb ní cư cao bị bình chọc ca sắc xa mê riêng mùi ní cư lục rù rùm bằng tháp ôn bôn tăng ọc ní nâng tự tù bàn chùm nẹ đăng đôi kháng cao. Identify clearly the position of adverb in the sentence. Cư bôn bôn à score bàn nhàng chú bà ông bì tì tăng này côn kệ giá đại viết cho nơi khăn vật dục. Hồi tì bôn bôn form the adverb grammatically. Cư bôn bôn ai bằng cách nơi côn kệ giá ở trong trời tam tầm rộng về gì có không biết sao ông lễ. And the next one, use adverb to give more information through speaking and writing correctly. Cứ bốn bốn ai pra pra côn kệ giá đại bàn sắc xa ní đảm bầy nì dây đo nơi bò rộng miền bằng thaym tam dạ ca nì dây hay nâng ca sơ xê biết sao ông lễ ai bàn trầm trời. Kể chân lúc rú xôm thưa ca trụt bình nật nơi cách ca tế hạ bài bàn đã chung bồn bồn ca bì sắp đá mốn. Chân lúc rú bàn ao bồn bồn dục bị đài sát nực nông khang xuyên đài ní tự đạn nực nông bọc ở bàn trầm trời thà tá kệ giá sắp nạc. Xung tốt thà tá bị nạc lá để dương nâng pra viên chú mùi nâng play hay bị nạc lá để dương nâng pra viên chú mùi nâng go. Ok, ủ tí hót được chú bị thà tennis cứ dương pra viên chú mùi nâng play cứ dương nâng dây thà play tennis. Dương nâng bê đa dương miên bây dục mùi nâng dây thà khi nhóm lên tennis dương nâng dây thà I play tennis nông bí xa ông lê dương nâng dây thà I go tennis bàn tê. Chúng ta ai biết thà skiing cứ dương pra viết cho mùi nâng go. Ủa ta hoa lục khu miên bí dục mùi cứ I go skiing dương mình nâng dây thà I play skiing tê. Chẳng nâng biết đa tây tiết được chú biết thà football biết thà golf sailing windsurfing rugby ice skating karts walking swimming dancing cycling swimming hay nâng horse riding. Chẳng dương nâng pra vi chỉ mùi nâng play rồi có go. Ok chẳng xôm trụt bình nật kê kạp tẹt tăng ọc ní. Ok chẳng chỉ mùi nâng biết thà football golf rugby hay nâng card dương pra vi chỉ mùi nâng play chỉ tôi tới dương này dạy thà I play football cứ lên cây lá play golf lên lên về con go play rugby lên cái lá ball out hay nâng play card cứ lên bì. Ok dương mình pra vi chỉ mùi nâng go football go rugby ấy tê. Ok chấm này ai biết được tay tiết cứ dương pra vi chỉ mùi nâng go nhưng mà bây giờ dương dạy thà nhóm từ chích túc dương dạy thà I go sailing mình dạy thà I play sailing tê. Ok dương miền windsurfing go ice skating go walking go swimming go dancing go cycling bà tới chích con go cycling go fishing từ stu trái and go horse riding từ chích xe. Ok ok so before starting our lesson today, so I would like to ask you about what we have learned in the previous lesson. Ok, chẳng lúc rưu xôm thưa ca rùm lập ông bì mê riêng chạc đài bốn bốn bàn sắc xa chú mùi lúc rưu. Bốn bốn miên trăm thế tha dương bàn sắc xa chú mùi nâng lúc rưu ca bì mê riêng tì bàm bốn cứ dương gì ông bì adverb of bà trầm trời cứ adverb of frequency. Ok, chẳng bốn bốn chào bà lục lưu tích mất ha adverb of frequency đây bốn bốn bàn sắc xa ca bì mê đi bàm bốn ta miên adverb away khá. Ok cứ miên ok very good cứ tìm mối dương miên always tìm bí dương miên miên kết bàm bốn tìm bí cứ dương miên biết thà usually tìm bây cứ dương miên often tìm bốn dương miên biết thà sometime hay tìm bám cứ miên biết thà never. Okay, very good. Cứ dương miên chùm nuôn pram adverb of frequency đài bàn sắc xa ca bì mì riêng muốn. Chẳng biết thà always cứ xung qua tờ lờ cùng rất này sẽ cầm một hiệp nâng cứ mùi rồi phía rồi
hay usually cứ pro hai chi nó pro hai vì mình men chất sập ram tại đó người ta pro hai chi chất sập ram phía rồi hay often cứ hai sập phía rồi sometimes pro hai chi sam sập ram phía rồi hay never mình đại chẳng dương mình đại thôi chi sót chẳng biết cứ son phía rồi okay hay adverb of frequency nó cứ dương cao viết sầm rap bị bỏ ra này ông pi thật ta dương thua sự cam một hiệp nó cầm rệt nà nè ô thọ tha bao ôn mình đại thua với sắc ôn ôn như vậy thả I never ô thọ tha I never go cycling nhưng mình đại chỉ còn tiền chẳng anh nắng mình đây thà ôn ôn ở đại thua viền chẳng mình đây thà ở đại sắc cứ son thiệt rồi tại ô thọ tha bao ôn tay ta chỉ còn chỉ riêng rò ngáy ôn ôn vậy thả I always go cycling chẳng màu nhóm tay ta chỉ còn mà này ôn chỉ rót ngày nhé trong ôn mưa thì họ bảo lục rú I always go to bed at 9 o'clock p.m. khi nhóm tay ta châu kê nhưng mà ông cảm buồn chẳng mình này tha chỉ riêng rót ngày every day to go to bed at 9 o'clock. Okay, he usually has breakfast at 6:30 a.m. quạt chỉ thôi mà đã cứ nhà mà hà bị rất nên mau của mùi cả là chẳng biết thay usually mình này thay vì bảo hại chỉ chất sắp trăm phía rồi mình này thay vì trả ấn vì lỡ bị vẹt khả đà chẳng ủ thơ thay môn bê bồn bồn tới xả riêng bồn bồn tay tay nhằm hạ bê bật mình nế chẳng bà bồn bồn bảo bị thay usually mình này thay ủ thơ thay bảo bồn tới xả bị ngay chăm đó ngay sáu chẳng bồn bồn ai nhằm chùm nuôn buôn thang ngày nè buôn thang ngày pram thang ngày thang chùm nào thang ngày tiền tổ mùi nâng kế yes tại cầm rất này sẽ cảm thấy cứ chất sắp pram phía rồi she is never unhappy niêng mình đái mình sẽ bài chất tê niêng mình đái mình sẽ bài chất tê mình này tha mình đái sâu thị rồi nè có tập đái sọ ok mình này tha niêng chứ mình được đái tăng cho happy. Ok, hay adverb of frequency chỉ tôi tới cứ via cho nơi khẳng mốc main verb hay cho nơi khẳng cõi verb to be. Ok, very good everyone. So let's go to our lesson today about adverb. Ok, but before going to adverb, I would like you to look at some vocabulary that we learned today first. Ok, bịa tìm mối bọn ổn, bịa ní cái dân an Việt Thá Spanish, yes, Spanish, okay, Spanish. Bị nâng dương an viết ha, Spanish. Nó ở miền ai thế, ở miền nó sao ai thế? Spanish, miền này thế. Phía xa Espanh. And the next one is German, yes. This word we pronounce German. Cứ phía xa Alemán. And the next word is bốn an bị năng tiếng ốc này bàn ấy bị năng dương an viết thế French, yeah French dương mình an viết thế France đấy nè France prote bà ra ngay tại bị năng dương an viết thế French phía sai cái bốn French cứ phía xa bà rằng French ok bốn mơ từ lơ bị mùi tiết cứ bị thế bị năng dương an viết thế musical, yeah musical mà bị thế music đơn trai. Ok, tại vì chỉ cần niệm cứ musical instrument biết tham musical instrument đôi chi drum đôi chi guitar so we call musical instrument. Ok, very good, cứ open call đơn trầy nhé đôi chi drum đôi chi guitar đôi chi piano, yeah so we call musical instrument, yeah instrument. Okay, look at the pictures, everyone. So, who is she? Yeah, she is what? She is as, yeah, she is athlete. Yeah, bị nâng dương an với thà athlete. Athlete mình này thà mấy con tốn. Athlete mình này thà cây lá ata bồn lật bà. Rồi có ata bồn lật mình này thà nè. Cây lá nâng cư dương ao chung mua thà. Excellent. Okay, so what is she doing, everyone? What is she doing? Yeah, she is drawing, right? Maybe it's drawing or designing. Okay,
chẳng những cái thà ta quạt mà nè nắng quạt thui ca này ấy cái đại quạt miền cù plong rụp hiệp đôi chị kia nắng là nắng cứ dừng ao chung mùa thà ao chung mùa thà ấy cái chỉ càng gì ấy cái về để khi quạt thui chẳng cứ vị trí ok cứ chị architect biết nắng dừng ăn biết thà architect nắng cứ bỏ prai khmer thà sthapat chia cò nữa cù plong sang song ấy mới cứ architect hai rúp hiếp này ôn miên khơi quạt này cầm bông tai mơ tới căn video này kết bị chung môi mày này hay quạt với cả bọ prái phía xa nè chẳng quạt nó cứ chia ok cứ chia interpreter mày này thà nè bọ prái ok bọn bọn xôm rẽ xa ca nghiêm ngắp hay sạp lục cụ an bị nơi không phía xa ăn lê tặng ọc ní chẳng bị tìm mùi dân an bị thả Spanish bị tì bí dân an thả German hay bị tì bây dân an thả French hay bị tì bốn dân an thả Musical instrument hay bị tì bám dân an thả Eslet hay biết thì bà mối dân an thá Architect hay biết thì bà mối dân an với thá Interpreter ok Spanish German French Musical instrument Eslet Architect Interpreter ok bốn bốn complete an biết nâng tam là group phong nhé hay complete and mà đòn tiết chẳng được về đài bồn bồn an bị nâng miền phía lục bạn nơi bị nam mối bồn bồn ai su là group bàn nhé ok so what is an adverb could you answer my question what is an adverb ta adverb cứ chỉ kể adverb nó cứ dùng bỏ prai phía sau mà hết ha côn kệ giả chẳng bị thà côn kệ giả và dùng kịch mà này máy con kệ giá bên đây thả máy con kệ giá cứ sầm qua lỡ bịa sầm rập một bình lấy áo ấy. Kệ giá sạp mày nè ok very good ok nếu không phải sang lấy mình miền phía khóc nia chừng ngày đi phía sang lấy té chấm bù bịa thả adverb rồi có con kệ giá nếu cái chân dùng bên này cái thả adverb give more information about verb and another adverb in the sentence bên đây thả côn kệ giá cứ bắt đầu ao nơi poramin bẩn thèm nè more information mình nói thà poramin bẩn thèm ở trong búa kệ giá sáp hai nắng côn kệ giá đợt tày tiệt chẳng kệ thà côn kệ giá mình nói thà chỉ nè bắt đầu ao nơi poramin bẩn thèm từ lứa kệ giá sáp rứ có côn kệ giá đợt tày tiệt nè chẳng việc ban bắt đầu nơi poramin bẩn thèm từ lứa kệ giá sáp nắng côn kệ giá xây tiệt mới tới tòa dương mưa lưu thì họ chẳng ưu tư hoa tha bị tha go fast bị tha go viết cái chữ verb hay fast thì ní viết cái chữ adverb chẳng bị tha fast cứ viết đo po miền ao go từ bọn lái nhập về đây ở toàn miền fast cứ từ chẳng mấy cứ từ lườn mày nè từ lườn ưu tư hoa tha quát thua đầm nào từ nào mùi lườn chẳng riêng vậy tha he goes fast chẳng bị thả lươn vì ông bình này áo tử mày nế chẳng ấy nắng kêu chuyện áo chung mùa việt hả give more information about verb cái fast này cứ give more information about go ok cứ tử lươn nế sing beautifully và beautifully thằng này cứ chung mùi bọt chung riêng dương mình bỏ bài thả sros à thế cứ bỏ bài thả giang bị rùa chẳng sing beautifully mình lấy thay chiêng giang đôi mình lấy cứ chiêng pí rùa bịa thay pí rùa cứ bịa bắt đo po miến từ lứa chiêng giang đôi mình lấy cứ chiêng pí rùa mới tiếp được chữ bịa thay very well chẳng bịa thay well viết cứ chữ adverb hay very cứ chữ adverb mùi này chẳng rồi viên adverb pí đại vị chỗ chữ kia bài này cứ adverb hàng mốc chỉ nè give more information từ lời adverb kháng cầu very well mình lấy thả well or mình lấy đọc về very well mình lấy thả or nè
khoai khoai có dương bọ prai than nạc đài bằng tái khoai miền này thà viên miền ở cầm rất của chương very ô thò thà bờ very well là o nạc bờ dương miền khoai well miền này thà là o nạc lơ phí very này tiệt nế. Ok chẳng biết thà well cứ chữ adverb khoai cứ chữ adverb chẳng adverb p chẳng cứ tay bọn bọn thầy chan thà adverb nơi khẳng mốc viết chì nè đo bò ra miền từ lưu adverb nơi kháng hàng cầu vì nó quay về nó lo nè. Ok chẳng ti tăng rồi bỏ adverb ôn ôn mơ từ lờ ưu ti ho bỏ lục rù hàng cầu chẳng lục rù đang bằng hàng chia bây giờ bình tại mặt đòn chẳng kết hạ adverb can come after the verb côn kệ giá cứ bị chờ nữ nơi toàn hát ôn ôn cứ chờ nữ top bị kệ giá top bị kệ giả sạp, phần tái ô thọ ta bớt sân chia vì miền quân kệ giả pí trong việc cho khỏi kệ giả sạp hái việc cho nên một quân kệ giả mùi tiệt này, ok, yes. Ô thọ, you speak English well, nét đi dây pizza ăn lễ bán lọ trong bị thầu well nít, việc cứ chia adverb hai việc, bắt đầu po miền bản thái từ lứa kệ giả sạp speak, nét đi dây pizza ăn lễ nè này dây pizza ông lệ ban cầm đặt ná dương ngập đắng cái mền đấy lúa trai dương đặt há ban là o ní ban biểu pin này thao này gì gì ban phần ná cứ gì ban là o ok dương mình ai như vậy thay you speak well English ban tệ ná chẳng cứ dương thời đặt well này kháng kháng cào bị pua dương mình vậy thay well English thế cứ English well ok he drive his car fast what bạc là nó bọc quát bán lươn bạc lươn mà nế bạc lươn chẳng dương mình vậy tha he try fast his car bán thế nế và xin dư vi cho nó nóng bởi dụ bốn bốn trời chăm nế. Ok she can speak Spanish very well niên anh dây phía xa Espanh bán lọ khẳng nà bán lọ khẳng nà nế chẳng vòng lái cứ she can speak Spanish well tái nơi bê đại kê chọn đo bò ra miền từ lưu well nâng ở căn tức lăng tiết chẳng dùng phở bị thao very mùi tiết chẳng very thay cho mục well nế và xanh chi ọt miền very cứ đôi bà dục tì mùi nì nế cứ well nâng càng trông bà dục lịch nì. Ok another sentence is we can play the guitar really well. Ok đôi kì nế cứ bà dướng ai lên guitar bán gàng lọ nè hẳn chẳng bị thao really nì vì cứ chữ adverb đại bằng bình này bằng time out out well nế. Ok ok, bọn bọn xong bà to chỉ mùi nâng spelling of adverb mình này thay rộp biếp nâng nông ca ở bằng ca ớt nơi côn kệ giả thoáng ní dương mì dây phía xa khám máy thay rộp biếp bằng ca ớt côn kệ giả ná. Ok tí mùi, chùm này tí mùi bà dương cứ regular adverb and in li, ok rồi có ly, cái thay côn kệ giả tiền toát cứ bị bằng chọp đói lì rồi có bằng chọp đói ly nhé ly bọn bọn ăn thả ly các bạn rồi có lì các bạn nhé. Ok nếu bây giờ bọn bọn riêng làm bị kệ giả sập đại dương riêng cả bị sập là muốn phát sinh phó dương miền bị regular nhé chẳng nếu không adverb của mình regular hay năng irregular đại phần tái khoản thay rộng nghiệp xên kìa chẳng regular bây giờ bỏ ra thả tiếng tiền toát chẳng regular adverb mà này thá côn kê giả sắp tiền toát bốn bốn trái trăm thá côn kê giả sắp tiền toát cứ chứ côn kê giả sắp tiền lại ná đại bật chọp đói lì nế bật chọp đói ly chẳng việc cao màu bị côn là niếm hái bần thái ly nâng chẳng ưu tiên hoa bị thá fluent fluent cứ chứ côn là niếm ná phê thá stort ná stort stort rồi có rô hát rồi có rồi lún chứng biệt thật fluent nâng dương bình thaym ly dương bằng cao ban chỉ côn kệ giả cứ biết thật fluently dương bỏ prai thay giáng giáng start nế giáng start fluently dương ăn thật fluently mùi tiết côn niềm beautiful prai thay sọt sát tại bởi chú mùi bọt chùm riêng dương bỏ prai thay bì rúa chứng beautiful dương bình thaym ly tới cứ bằng cao ban chỉ beautifully beautifully prai thay giáng sọt sát có giáng bì dạng ví dụ viết cái chữ adverb slow slow cái chữ con niệm right yeah so slow phải thay dừ slow ok nếu bây giờ dùng bằng time ly cứ dùng an viết thay slowly nếu bây giờ viết cái chữ adverb hay cứ bỏ lại thay dạng dừ ok slowly
careful bọn bài chia ở phía xa máy đã chỉ còn là cứ dạng prong bây giờ được gọi đài prong bây giờ kéo careful chẳng nơi bê đại dương bằng cao vị trí cùng kệ giá cơ dương bằng thaym ly careful carefully okay, carefully dạng prong bây giờ họ để chị bác bò dạng prong bây giờ ok dương phở biết thật try carefully chứ xưa dương bỏ bài chỉ còn là niềm thả thoa mà đà được gọi đôi sọc mùi đòn ok bây dương bằng cao bàn vị trí adverb tam giá ca bằng thaym ly usually ok usually usually careful carefully slow slowly beautiful beautifully fluent fluently chẳng tiếng ơn nâng đại miên ca bình chọp đòi lì nâng cứ dân ao chung mùa viết tha chi adverb prophet regular ad regular adverb mùi tiết viết cứ chi prophet irregular adverb irregular adverb cứ viết mình miên rụp môn không có bằng thaym ly đối bộ phê regular thì cứ bốn bốn trở tay chùm nằm về nét à bộ phê quân kệ giá đài mình tiền tọt nâng regular cứ bốn bốn trở tay chăm biết thà good cứ tới chứa well nét nếu bê đài quân là niềm tới quân kệ giá cứ good mình mến tới goodly thế good tới well fast late early hot tới hot nét hot early late fast good well chẳng còn tồn tại chậm nhé việc cứ chia bộ phê regular chẳng bê class cứ quân là niệm bắt đầu tới chia quân kệ giá rụp hiệp xây như này bê class quân là niệm hay quân kệ giá rụp hiệp đối này nhé rụp hiệp đối này ok nhưng mình tới chia fastly lately early happily ấy tiệt đấy na admin chẳng tệ ok bọn con trai chấm nam viết chữ phổ biến irregular ok mình miền ca bên chọc rồi có ca bên time ly ấy tiệt thì mới tiết cầm tị bấy viết chữ pi đại chữ quân kệ già tạm lòng hai mình miền miền tệ phần năng tế miền tràn chừng năng tiệt na bọn chẳng bọn thời chấm nam na phổ biến được chữ pi tha very pi tha quite pi tha a little bit biết thành not at all tầng ơn nâng vì cứ chia quân kệ giá tại một đòn nhé vì mình thật là không còn đại mình thèm lý hai cô mình thật là không còn irregular tại bị nâng vì kêu chỉ bị đau tại một đòn mình đây thà bị thao very vì chia quân kệ giá mong tại vì mình quân là niềm ấy đại mình ắt này very nâng ấy ắt miền này mình nhé quay vì mình quân là niềm ắt a little bit mean not at all common mean we copy hard hard chứ quân kệ già vì cạo nó bị quân niệm hard bài early cạo nó bị early chẳng máu well cứ cạo nó bị good fluently cạo nó bị fluent beautifully cạo nó bị beautiful chẳng máu nè tái bị thay very quite little bit hay not at all mình chỉ bị đào biết cứ chỉ adverb tái tại mà đòn nè vì mình chỉ cạo nó bị quân niệm nào mùi tệ kệ kể chẳng bắt đầu bị bọn tôi bàn sắp xa cho mùi lục rùi nâng ngày ní lục rùi xôm xua xùm nụ khắc lá. So my first question is what have you learned from lesson today? Bọn tôi bàn riêng mê riêng ở vầy khắc bị lục rùi nâng ngày ní cứ tìm mùi bọn tôi bàn riêng làm bí very good cứ vocabulary mê nế bị bịa rồi bỏ dường nế để chú bị ý kê khắc bọn tôi để chú bị thả German French bị cái tiết yeah Spanish musical instrument what else athlete architect what else yeah very good interpreter okay so these are vocabulary that you learn today you have learned today okay I mean cái tiết bọn tôi làm pí yeah adverb chẳng adverb bao nhiêu miền màn phết mấy miền P cứ bộ phê regular hay năng irregular hay năng miền mùi tiết cứ bị đàm năng cứ chia adverb tại một đoàn được chữ very được chia quite được chữ bị a little bit được chữ bị thá not at all hay bộ phê regular regular adverb mình này thang adverb đại bình chọc đáy ly mình nhé yeah, được chữ fluently
carefully, beautifully, cape. Viết cái chí regular adverb, hai bộ phết irregular miền đôi chí well, yeah, đại well cao màu bí good, đôi chí fast, đôi chí hot, đôi chí late, hai năng early, okay, very good, very good. Okay, what is an adverb, everyone? What is an adverb? Ta kun kệ giá cứ chị kể. Okay, adverb give more information about verb and another adverb in the sentence. Okay, kun kệ giá chỉ biết xem ra bằng pin này bằng time. Rồi có bỏ đo bỏ mình bằng time ấy thì mỗi cứ kệ giá sắp. Hai thì biết kun kệ giá đã tới tiếp trong ví dụ. Okay, very good. Okay, where does an adverb stand in a sentence? Ta kun kệ giá bị cho nơi cái này nát trong ví dụ. Cho nơi toàn nát bằng bốn. Được chia ví dụ qua lục rù á. Thôi tha. He tried carefully. Chẳng cứ carefully chỉ adverb trong ví cho nơi. Okay, very good. Cứ ví cho nơi hàng cầu kệ giá. Sạp cứ không bị sang lấy cái gì ha. An adverb stand after verb, rồi có come after verb. Okay. Okay, bọn bọn sau chúng mình lục lưu bọn to tiết ta con kệ giá là bọc bị thật fluent cứ ấy kế. Okay, con kệ giá bọc bị fluent cứ fluently, yes, fluently. Chốc con kệ giá bọc bị beautiful cứ beautifully, yeah, beautifully. Chốc con kệ giá bọc bị slow cứ slowly. Chốc quân kỳ giá bọc bị careful, cứ carefully, yes, carefully. Okay, chốc quân kỳ giá bọc bị fast, cứ fast, yeah, cứ biết thật fast năng đợt này. Chốc quân kỳ giá bọc bị good, cứ yes, very good, you are great, cứ biết thật well. Chốc quân kỳ giá bọc bị late, cứ biết thật late đợt này. Hay quân kỳ giá bọc bị thật hard, cứ biết thật hard đợt này. Okay, very good. Okay, lúc rưu xôm ai bốn bốn thu lùm hạp này tăng ọc này. Chẳng nơi tí ní cư bốn bốn trời dục côn kệ giá nơi khăn ông bỏ ọc hàng lờ ní màu bộ bình khăn ông bỏ dục đang ra mùi hàng cào. Chẳng nơi khăn ông chân lọc khá cư dương ai bộ bình côn kệ giá lơ bì mùi bàn. Okay, ឧទាហរណ៍ទី 1 លោកគ្រូនិយាយថា I can speak Spanish fluently បើសិនជាបងប្អូនអាចនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញបាទភាសាអេស្ប៉ាញបានល្អបានល្អស្ទាត់ជំនាញបងប្អូននិយាយថា I can speak Spanish fluently តែបងប្អូននិយាយបានតិចតិចអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនិយាយថា I can speak Spanish a little bit ចឹងមកណាអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើមានន័យថាសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងណាយើងអាចនិយាយបានកម្រិតណាOkay, អញ្ចឹងពាក្យថា very well នេះគឺយើងបកប្រែភាសាខ្មែរថាបានយ៉ាងល្អឬក៏ល្អណាស់ a little bit បន្តិចបន្តួច really well ក៏ប្រែថាល្អណាស់ដែរហើយ not at all มันបានទាំងអស់ឬក៏มันសំបីទាំងអស់ណាมันមានន័យថាมันចេះសោះអញ្ចឹងណា Okay, not at all ន័យថាมันទាំងអស់ពាក្យថា quite well ក៏យើងបកប្រែថាល្អណាស់ដែរដូច very well ហើយនឹង really well ដែរហើយ fluently គឺយើងបកប្រែថាយ៉ាងស្ទាត់អូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមទុកពេលឲ្យបងប្អូនធ្វើការបំពេញបន្តិចសិនអូខេអូខេ so time's up now okay number 2 I can speak German yes okay very good I can speak German very very well អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា I can speak German a little bit បានអត់Okay, bạn đó, để bà xin dưới 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 phía xa à là mong bạn một tích tuyết nhưng dưới thang I can speak German a little bit. Okay. Number 3, my friend can play the guitar really well. Okay, really well. Chó, lúc rồi dưới thang my friend can play the guitar quite well bạn ạ. Okay, bạn đó, bạn chẳng vì ai đã cùng kể giá lơ bí mùi bạn. Okay, number 4, I can dance.Okay, I can dance quite well. Nó khi nhóm ai rõm bàn dàng lò, quạt rõm bàn dàng stop chùm nín bọc quạt nó. Cái rõm. Okay, number 5. I can ride a horse.
a little bit, yeah. Khi nhóm ai chia sẻ bàn tay tui mình này thà có tạo sơ chia sẻ thế. And the last one, number 6, I can't cook. Okay, I can't cook nơi tay mùi thế cứ I can't cook at all. Dương ở đạn not mà tiết thế. Đại sao tái not cứ chia tùm rộng bạc đi xa hết ni hào vậy. Cứ can not ní. Dương một phương bàn can chẳng vì mình not thế dương. Dương ở đạn thế. Dương đạn tại at all. I can't cook at all nơi thà khi nhóm. Khi nhóm mình ai chụp ăn bàn xung bay tè mình này thà mùi mục mà hộp nó I can't cook at all nhưng mà chết chụp ăn tê nhưng mà ăn chụp ăn tê nè. Ok, nhưng mình dạy thà I can't cook not at all it is tê. Ok, thank you so much everyone. Ok, so everyone, now I have a homework for you to do at home, but another one, don't forget to write down our lesson today. Ok, so please write down from vocabulary, okay, until the exercise. Chúng bạn ổn complete got homework nâng dựa từ thua nập tế. Bạn tại mình nâng got homework có xôm got nâng mê riêng đài riêng chú mùi lục rù nâng ngay đi tăng ọc nha. Cứ bạn ổn xôm got tí vocab bị bị thamay màu nè. Rồi hốt mà đo lùm hạt nâng chùm nạch slide môn nì nè. Hai tỏ mát bạn ổn got homework xâm bạp kết cạp tế dường nè. Xem là chụp nên là sắp đá cáo lúc rù năng thua ca trụt bình ất nữ kịch cạp tia đại bản đã ao nên sắp đá này nhé. Hay kịch cạp tia này ngày nít cứ lúc rù ao bồn bồn thua ca cục kri nữ prayok nè đại trầm trớ nông châm nóng cu prayok tàng pram cu này chẳng ưu tư hoa tì mùi lúc rù miên prayok bì cứ I can speak my fluent. Hay prayok mùi tiết I can speak my fluently bảo bồn bồn kịch thà bí dụ khang lơ chứ bí dụ trầm trớ chẳng bốn bốn cú kri bí dụ khang lơ. Tại bộ bốn kết thà bí dụ khang kraum chứ bí dụ trầm trớ chẳng bốn bốn cú bí dụ khang kraum. Ok, yes, so we have from pair number 1 until pair number 5. Ok, so in each one we have 2 sentences. Ok, chẳng khăn ông chùm nào mùi cú xâm tốt khăn ông chùm nào ni mùi bí dụ ni mùi mùi cú lục rù miến pì nè, miến pì bí dụ nè. Chẳng bí tí mùi đọc tí phán phụ tôn công lịch vật cả cục rít nấu bí dụng ná bài chì bí dụng trầm trớ tại mùi cực. Ok, so that is all for today. So goodbye everyone. See you.